Hello nhá, xin chào tất cả anh nha. Đây, hôm nay mình sẽ làm món tiết canh lòng dồi nhá. Đây, mình đã chuẩn bị rau thơm. Rau thơm đây mình đã chuẩn bị vừa đi hái về đây. Đây là 4-5 loại này. Đấy, 4-5 loại rau thơm nhá. Rất là nhiều loại luôn. Gọi là húng chó này, các kiểu thơm này, mùi tàu này. Đấy, rất là nhiều loại nhá. Đây này, một rổ đầy, dưới còn nhiều loại lắm. Rồi, hôm nay mình sẽ làm món dồi. Rồi, rau thơm này là làm dồi này. Rồi. Còn lá mơ. Lá mơ với cúc tần nhá. Không. Rồi, cho em xem. Rồi. Đây này mình chuẩn bị lòng đây. Đấy, lòng nhá. Chơi hàng cả cái khẩu đuôi. Khẩu đuôi thật dài. Đấy, cái khẩu đuôi đây. Đây, hôm nay mình sẽ làm món lòng nhồi vào khẩu đuôi. Đây mình sẽ bọc cái phổi làm ít tiết canh. Tôm đây, chuẩn bị thớt thì có thể đây. Đã gần xong rồi đây. Hôm nay trời mưa nên mà làm ít về mồi uống rượu rồi. Đấy, anh em tí ngồi uống rượu nhá. Hôm nay trời mưa không đi đâu được thì làm ít thức canh. Là xong món nhân canh. Đấy, mình sẽ lấy ra cái tô. Băng xong đây. Đấy. Giờ mình sẽ mắm bằng cái nhân nhồi. Đây là nhân nhồi đây. Đây, cái này tí mình cho xuống nhồi nhá. Nhân nhồi lên chưa này. Thơm đây, lá mơ tần nhá, nhớ nhá, đây là lá mơ đây. Đây lá mơ đây, đây tần đây, sau tí nữa lấy cái thơm thơm các bạn mới ăn từng loại nhá. Loại này mà không có lá mơ nó không ngon, có tần nó không ngon. Thơm. Đấy, đẹp thơm nhá. Đây. Đây, giờ ngủ đây. Cái này mà xuống rồi là hơi ngon này. Mình chọn. Đây. Chọn tí này mình thì đấy, mong mình nó thơm lắm. Thank you.
nhá. Đây, đây là phần giò thơm. Đây, tôi vừa làm món rồi, ăn rồi. Ngon này. Đây, giò thơm này cũng ngon. Và ăn bữa thì nó mới ngon. Rồi, cho anh em xem này, đây, vừa đổ đổ vào tiết cả gì xuống này. Đây. Đây à. Đây, mình vừa mới rửa tay xong. Đây nha, cái này hôm nọ mình bị đi nhiễm cu nó bị kẹp một phần. Là để hết một tay. Đây, mình sẽ bóp nha. Bóp đều. Đây. Đây, tiêu. Anh dám nha, rồi là có tiêu. Đây, mình sẽ xay tiêu. Đây nhá, cho tiêu xuống đây. Xong đây. Tôi lại còn thừa. Đấy, quá trình đã nhồi xong nhá. À, quá trình đã nhồi xong đây. Đã xong rồi. Bây giờ mình chỉ mang lên bếp thôi. À, còn cái còn cái món này thì mình bây giờ mình xào luôn để ăn tiết canh. Rồi mình luộc sau nhá. Nhóm bếp. À, bếp mình đã cho hết củi vào trước rồi nhá. Đây, còn miếng gan nữa tí mình sẽ luộc cho xúc tiết canh. Đây, mặc chặt đây. Rồi nó đã sôi chưa? Đấy, chín rồi đấy. Đấy, sôi rất đã. Đấy. Rồi rất là to. Thấy chưa? Mở vung đi không tí là nó nổ rồi. Nó bục ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại làm tiết canh nhá. Bây giờ quay lại xem là mình sẽ đánh tiết canh này. À, bắt đầu mình sẽ đánh tiết canh nhá. Đây là nước sôi rồi. Bye.
dùng nước sôi nhá, sôi để nguội nhá. Đây, nhân đây. À, hôm nay mình sẽ đánh xuống cái bát tô. Đấy, bốn người mình sẽ đánh bốn bát. Mình đã vừa mà đánh xong 4 bát tiết canh rồi đây. Đây, con cái này tí mình để làm canh. Hướng miệng chín rồi, rau cứ sạch kè. Có đuôi mà hay cái đuôi nó lên. Đắp cái lẩu. Đây, đang thái lá chanh nhá. Rồi to chưa? Gặp đẹp lắm chả mày. Mì quất chỗ này nha. Để mọi người ăn sáng thế này nhá. Cho ít dầu thơm vào, rắc ít dầu thơm vào đây. Rồi, thấy ngon chưa? Đấy, rồi đấy, còn canh rồi nữa là. Thank you.
cái bông này kia cho nó đẹp nè. Ví dụ đâu? Ví dụ đâu? Lâu lâu không ăn.